Ôi ngồi chơi buồn quá các bạn ạ. Mình phải đi lấy xe đi chơi thôi. Mình sẽ đi tìm mua vịt mới được. Ui, bị ngã mất rồi. Ui, đau quá trời đau các bạn nhỏ ơi. Mình sẽ ngồi xuống đây nghỉ ngơi tí nha các bạn nhé. Ô, bên này có bán vịt và rùa này. Mình sẽ ghé sang bên này mua vịt nha mọi người. Xin chào bác Cún. Bác Cún bán vịt bao tiền một con đấy nhỉ? 2 đồng, 2 đồng đấy nhá. Cho cháu một con, cho cháu một con. Ok, cháu lấy đi. Mình chọn con nào bây giờ nhỉ? Các bạn nghĩ mình nên chọn con nào? Mình sẽ chọn con ở ngoài này nhá. Cháu trả tiền cho bác này. Rồi cầm vịt ra xe thôi. Mình đã mua được vịt rồi các bạn nhá. Mình đi về nhà thôi. Xin. Đã đến nhà rồi. Để xe xuống đây. Mình sẽ tháo vịt ra nhá. Ở nhà thôi. Chắc bạn vịt đói rồi đúng không? Mình sẽ đi lấy đồ ăn cho bạn vịt nha. Mình đến rồi đây, mình đến rồi đây. Các bạn nhá, mình đã mang một hạt đậu đến cho vịt đây nhá. Đây, bạn vịt ăn đi. Bạn vịt ăn đi này. Mình lại tiếp tục ngồi xem phim nhá. Bạn vịt ăn đi nhá. Mình hơi buồn ngủ, mình phải đi ngủ đây. Mình đi vào nhà ngủ đây. Bây giờ Cún sẽ chở bé đi chụp ảnh nha. Chúng ta sẽ đến một nơi thật đẹp để chụp ảnh nha. Đến rồi. Bây giờ chắc cũng muộn rồi, có khi hai anh em mình đi về thôi. Anh lên xe anh đèo em về nha. Về đến nhà rồi. Em đi về xuống nha. Em cảm ơn anh Cún đã đưa em đi chơi. Tạm biệt anh nha. Bye bye em. Anh đi về đây. Đi chơi thật là vui và mệt. Mình sẽ đi thay quần áo thôi. Các bạn thấy mình mặc bộ màu đỏ này có đẹp không? Bây giờ mình sẽ đi thay quần áo nha.
Thế mình thay váy có đẹp không? Bây giờ mình thay xong váy rồi, mình sẽ đi nấu cơm nhá. Nếu các bạn muốn xem mình nấu cơm thì đón tiếp phần 2 của mình nha. Xin chào các bạn.